chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhị Đệ TV. Lời đầu tiên thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh thời gian qua. Thì sau gần một tháng mình lập kênh thì mình cũng bắt đầu cảm nhận được sự phát triển của kênh. Tuy là nó không vượt bậc lắm, nhưng đó là động lực để mình tiếp tục làm ra những video hay, gửi đến các bạn, luôn ủng hộ và góp ý cho kênh. Bây giờ mình không văng vở nữa, mình sẽ vô vấn đề chính. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đến một cửa hàng cá cảnh. Đây là một trong những cửa hàng cá cảnh lớn nhất ở thành phố và nó có rất là nhiều chi nhánh. Thì có một chi nhánh nó đặt ở đường Thành Thái, thì con đường này cũng gần nhà mình nên hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tham quan. Thực ra thì mình rất là thích nuôi cá cảnh, nhưng nhiều lý do thì bây giờ mình cũng chưa thể nào mà nuôi được cái hồ cá cảnh như mình ưng ý. Lý do chính chắc các bạn cũng biết, đó là lý do thời gian. Thì như các bạn coi những clip trước thì mình có nuôi hai con boss ở nhà, làm mọi cho nó đã đủ mệt rồi, bây giờ mình còn làm thêm cái hồ cá nữa thì nó sẽ chiếm hết thời gian của mình. Thì đam mê thì không nhất thiết phải nuôi. Ở đây mình cũng thấy có vài chú vào cửa hàng xem rồi về. Thì thực ra cái sở thích của mình cũng giống như những chú đó, có thể vào ngắm cả ngày mà không thấy chán. Thì bây giờ mình đã đến cửa hàng, đó là cửa hàng Trung Tính. Cái cửa hàng này theo mình biết nó cũng là một cửa hàng cá cảnh có tiếng ở Sài Gòn. Và bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau vào cửa hàng để tham quan và coi bên trong có gì nhé. Lần đầu tiên mình bước chân vào quán thì mình thực sự là chán ngợp. Ở đây cái gì cũng có, chỉ sợ không có tiền mới không có thôi. Ở đây bán tất cả những phụ kiện của cá cảnh. Lúc đầu mình nghĩ cửa hàng này lớn nằm ở mặt tiền thì giá của nó sẽ rất là cao. Nhưng khi mình vào mình quan sát thì mình thấy cái giá tiền ghi trên cây vợt cá thì chỉ có 7.000 thôi. Đồng nghĩa là ở đây người ta bán rất là đúng giá, không có chặt chém. Và bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng những cái hồ cá được nuôi ở đây nhé. Ở đây ngoài bán cá cảnh thì người ta còn bán những loại cây thủy sinh. Ngoài thủy sinh thì ở đây người ta còn bán những con cá rất là lạ mà mình mới thấy lần đầu luôn. Những con cá này có tên gọi là cá chuột, chuột ngọc trai và chuột râu. Còn những con ốc này là đều được bán nha các bạn, 8.000 một con. Những con ốc này có tên là ốc ăn ốc hại. Thì mình mới thấy lần đầu luôn, nhìn rất là ngộ. Thức ăn của nó là rong rêu được nuôi trong hồ. Và đây là cá beta. Mình nghĩ ở đây chắc là fan của beta cũng nhiều ha. Thì hôm bữa có một bạn hỏi mình là ở Gia Lai không có bán cá beta, không biết ở trong thành phố Hồ Chí Minh có bán và ship đi các tỉnh không. Thì theo mình là có nha các bạn, mình đã từng thấy người ta đóng gói rồi ship đi. Còn ship như thế nào, mấy ngày nhận thì mình chưa có mua qua thì mình không có biết. Thì các bạn có thể lên những cái trang mà bán beta, các bạn hỏi rồi các bạn hỏi người ta có ship cho mình hay không. Và đây là một trong những giống cá mà mình rất là thích. Đây là giống cá phượng hoàng và giá của nó hơi cao nha các bạn, 100.000 một con. Mình thấy trên mạng bán có nhiều chỗ bán rẻ, nhưng mà tiền nào của nấy thôi các bạn. Ở đây người ta bán cá rất là bự, còn các bạn đi mua ở chỗ khác thì rẻ hơn, nhưng mà size của nó sẽ nhỏ hơn một chút so với ở đây. Vừa rồi chắc các bạn cũng coi qua những con cá mà quen thuộc mà tụi mình hay nuôi ở nhà đúng không? Còn bây giờ là những con cá mà mình thấy là cho là con này đáng nuôi nè các bạn. Giá của nó chỉ có 20.000 thôi, nhưng mà màu của nó màu hồng rất là bắt mắt. Nó có tên là cá anh đào.
Hình như hồ này là cá la hán. Một bé đã bị ngẫm rồi các bạn. Các bạn nhìn kìa. Anh em mình sẽ tiếp tục xem nhé. Thì một hồi tới cái hồ cá này, bảo đảm cá này fan của nó rất là đông nha các bạn. Hồi mình sẽ chỉ cho các bạn coi nó là cái gì. Đây các bạn, đây là 7 màu full red. Nè, mình nghĩ con này fan rất là đông nè các bạn. Giá ở đây chỉ có là 20.000 một con thôi. Con cá này nó giống màu của con cá koi ha các bạn ha. Hình như chắc người ta like nó cho nó giống màu cá koi với các bạn. Trời ơi, vô đây như lạc vào mê cung không muốn ra luôn các bạn. Quá chừng cá luôn mà mình quay không hết nổi luôn á. Rồi đây người ta có bán cá phi nữa rồi các bạn. Đó, cá phi đó các bạn. Nói chứ không phải cá phi đâu nha. Cái con cá này là cái gì á mình không biết tên, nhưng mà nó là cá kẽn chứ không phải cá phi. Rồi con cá bụng bự này vui lắm nè các bạn. Mình có từng nuôi qua nó rồi, mình lựa mấy con bụng bự mình nuôi á. Về á, Noel á, mình đâu có quà đâu. Mà nó về nó đẻ cho mình một bầy luôn các bạn. Hôm đó nó đẻ ngay đêm Noel luôn. Cho nên mình mới viết lên Facebook á, mình vừa được ông già Noel tặng quà. Còn đây là con cá nhất đỉnh hồng. Thì mình nhìn cái tên là mình biết con cá nó làm sao luôn rồi ha. Còn đây là con cá mình cho là lạ nhất mà mình từng thấy. Nó như một cọng lông gà vậy các bạn. Mà đặc biệt nó còn biết bơi nữa chứ. Nhiều bạn chắc nói chắc cá mà không biết bơi thì sao được. Và đây là con cá mình dự định sẽ nuôi nè các bạn. Thì không biết trong đây thì các bạn nào coi video, các bạn nào mà có nuôi qua, có kinh nghiệm hoặc là bạn biết chỗ bán rẻ thì các bạn chỉ cho mình nha. Thì mình định là qua Tết mình sẽ làm một hồ chơi thử. Mình thấy nó rất là lạ. Nó giống như một ổ bánh mì di động nha. Nhìn nó rất là dễ thương. Không biết có bạn nào nghĩ giống mình không, nhìn cá thì giống cá mè quá các bạn. Thôi bắt cá mè về nuôi còn hay hơn ha. Nè, hình như con này cũng là cá phượng hoàng luôn các bạn, nhưng mà nó màu vàng nha các bạn. Còn đây là những thứ phụ kiện đi kèm với hồ như là gạch, sỏi, đất đá và một số đồ trang trí cho hồ của bạn thêm đẹp. Quay về thì người nhà hỏi làm sao dám vào tiệm người ta quay rồi không sợ người ta chửi hả? Thì mình nói mình đâu có gì đâu, thì mình quay chừng nào người ta không cho thì mình ra. Làm video mà đi sợ quay này nọ thì làm sao mà có video đúng không các bạn? Nói không sợ cũng không phải, thì mình sợ người ta hiểu lầm là mình vô mình quay cái tiệm người ta để mình về mình mở tiệm y chang như vậy. Còn lại thì mình thấy bình thường, mình thấy đẹp thì mình quay thôi.
Theo mình biết thì ở đây là cái kiosk người ta thuê lại, người ta mở tiệm cá cảnh cho nên nhìn nó không được đẹp. Nhưng mà ở đây bán rất là đầy đủ, không thiếu thứ gì. Bên cạnh những con cá cảnh nhỏ thì ở đây người ta cũng có bán những con cá cảnh lớn như là con cá chép coi. Thì những con size ở đây là khoảng 20 đến 30. Còn đây là những cái hồ được để ở ngoài cửa hàng bán những cây thủy sinh, nhìn rất là đẹp. Và sau khi quay xong thì bây giờ mình cũng chưa muốn về nhà vì còn sớm. Và nếu các bạn cũng mê trà sữa giống mình thì mình sẽ dẫn các bạn lại cái cửa hàng bán trà sữa. Thì theo mình cái cửa hàng trà sữa này nó bán cái hương vị nó đậm và ngon hơn của Phúc Long nha các bạn. Thì hai thằng thì giá cũng xem nhau thôi. Thằng này thì 48.000, còn Phúc Long thì 50.000. Thì bây giờ mình cùng nhau đi lại cửa hàng đó. Hồi nãy thì mình có chạy ngang qua những ngôi trường mà mình từng học. Tự nhiên chạy ngang qua thì những kỷ niệm thời học sinh của mình ùa về. Và bây giờ mình đã tới tiệm trà sữa rồi các bạn. Thì mình nhắc lại các bạn nha, cái món trà sữa mà ngon là món tên là trà sữa hoa lài nha các bạn. Thì đây là khung cảnh ở trong quán. Thôi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông nhé các bạn. Tạm biệt, chúc các bạn xem video thiệt là vui vẻ.